Thường là ăn uống không đúng giờ giấc. Cái đấy thì cũng có thể là do là cái... chị giải thích. Ok, chị cứ nói hết ra đi. Thực ra đây là cái để cho người ta nói. Thì là nhiều khi em bản thân em không biết là gì xấu rồi. Hay quên nữa. Thế thôi, chắc là không còn gì nữa. Ngủ muộn, ăn không đúng giờ giấc hay quên thì em cũng chưa thấy gì gọi là xấu lắm. Bây giờ hỏi tiếp hai cô đi, muốn hỏi gì nữa hỏi tiếp đi. Hai chị em. Thì em muốn hỏi em một câu là anh có hai người con. Thực sự thì có khá là nhiều áp lực phải lo về tài chính à. Thì anh có cảm thấy mình đang chịu đựng nhiều áp lực không? Nó không gọi là chịu đựng đâu. Bởi vì khi mà mình đã cách đây mà từ khi mà các bạn trẻ sinh ra ấy, thì cũng mất một thời gian mình bắt đầu thì hơi sốc một chút. Bởi vì hồi đấy còn trẻ quá. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là rồi đúng rồi à, em ơi Tiên giới thiệu một xíu thông tin về mình đi. Dạ em là Trần Ái Tiên. Dạ em năm nay 23 tuổi ạ. Em vừa mới tốt nghiệp ngành marketing của trường Đại học Tôn Đức Thắng ạ. Hiện tại thì em đang làm nghề mẫu tự do và em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, và em đến đây với hy vọng là sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình. Ok. Rồi, đợi chị một Tường một chút xíu. Rồi, xin cho Tường kết nối với bạn nữ thứ hai, đó là bạn Thanh Xuân. Hello Xuân ơi. Chào mọi người ạ. Bữa nay hai bạn gái của tôi ai cũng xuất sắc hết trơn. Chào tất cả mọi người, chị Cát Tường, và chào tất cả khán giả của chương trình của Thần Tốc. Em tên là Lưu Nguyễn Thanh Xuân. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hà Nội ạ. Em năm nay 25 tuổi. Công việc của em, công việc chính thì vẫn làm sale ở một công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ở Hà Nội. Còn lại là em có hai công ty về marketing và đào tạo người mẫu ạ. Hàng chi nãy giờ tôi thấy fashion quá trời. Một cô Tiên và một cô Xuân mà ai cũng rất là ấn tượng, trẻ trung, năng động. Tôi đang rất tò mò tại sao mà họ trẻ trung năng động như vậy mà họ chưa có người yêu và họ phải nhờ đến Cát Tường. Và bây giờ thì Tường sẽ giới thiệu cho quý vị một cái chàng trai là một nhân vật chính của buổi ghi hình ngày hôm nay bằng một cái video được quay giấu mặt bằng một ứng dụng vô cùng dễ thương, đó là ứng dụng Viberlens. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mọi người. Mình sinh ra và lớn lên từ một con phố cổ của thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu với tất cả mọi người một món đặc sản của quê mình. Đó là chai Hà Nội các bạn nhé. Thường thì mọi người hay nói chai Hà Nội là nghìn năm văn vở lắm. Nhưng dĩ nhiên, ở đâu mà chả có người nọ người kia phải không các bạn? Và mình chính là phần còn sót lại mà nhiều chị em đã bỏ lỡ. Nói sơ sơ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết và thông số kỹ thuật cơ bản nhé. Mình nặng 68 cân, mà cao 1m75, thân hình hơi gầy một tí nên rất cần người chăm. Hồi nhỏ mình thích nhảy dây bắn bi trốn tìm, nhưng lớn lên rồi thì mình rất ghét tình yêu em ơi cút bắt trò chơi nha các bạn. Là một người hâm mộ văn thể Mỹ nên hàng ngày mình ngoài công việc ra thì có rất nhiều thú vui giải trí và tất cả đều liên quan đến nghệ thuật và tính sáng tạo. Đây là một vài hoạt động tại nhà đã trở thành thói quen của mình. Nó được hình thành sau đợt giãn cách suốt 2 năm vừa rồi. Và giờ mọi thứ đã phục hồi, dần đi vào ổn định. Nếu các bạn có dịp ghé Hà Nội chơi thì chúng ta cùng cà phê, đọc sách, tập luyện, chơi nhạc, hát hò, xem phim, đàm luận chuyện đời và ăn hết tất cả những món đặc sản ở Hà Nội nhé. Còn rất nhiều điều chưa thể nói hết ngay được, nên mình hẹn gặp lại các bạn ở chương trình Ghép Đôi Thần Tốc Online để chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn với nhau nhé. Rất là nhiều thông điệp, hình ảnh được hé mở, úp úp mở mở. Bây giờ xin mời hai cô gái của chúng ta, giờ cô Tiên trước nè. Có cảm xúc như thế nào về đoạn video clip giới thiệu vừa rồi? Em thấy bạn và mọi người rất là, có một giọng nói rất là ấm áp. Dạ, ngoài ra thì em thấy là họ là một người khá là nhẹ nhàng. Chị xin tiết lộ cho hai em biết nha. Nhân vật nam ngày hôm nay là một ông chồng quốc dân. Ông chồng quốc dân. Đó là ông xuất hiện trong cái bộ phim truyền hình rất là đình đám Hương Vị Tình Thân, biết không? Có ai biết anh chàng này không? Biết đâu rồi, biết gì nói thử nghe coi. Dạ, mời Thanh Xuân. Em chỉ thấy là các diễn viên nam ở trong phim Hương Vị Tình Thân rất là đều đẹp trai hết. Chị ạ. Và em theo dõi cái phim này hàng ngày. Ok, bây giờ thì xin chào bạn nam. Chào chị Cát Tường, chào chương trình. Lần đầu tiên mà em tham gia vào chương trình có thể nói là liên quan đến chuyện tình cảm. Mình là Hoàng Anh Vũ. Năm nay thì mình
ngoài 30. Và hiện tại thì mình vẫn đang làm diễn viên. Vũ ơi, ngoài cái công việc làm diễn viên, đóng phim thì em còn làm công việc gì khác nữa không? Hiện tại thì em có đang kinh doanh. Em có một quán ở trên Tạ Hiện và đang làm spa. Kính thưa quý vị, mọi người đang theo dõi thì mọi người thấy tất cả, thấy Cát Tường, thấy ba nhân vật tham gia chương trình. Nhưng mà Tường xin nói cho mọi người biết rằng là ba bạn này không có thấy nhau nha, chỉ nghe tiếng của nhau và trò chuyện với nhau thôi quý vị. Vũ có thể giới thiệu một xíu về những điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Anh chàng này có vẻ chậm nha. Điểm mạnh nhá. Hỏi phải suy nghĩ kỹ lắm mới trả lời. Rất là tốt luôn đấy chị. Chưa tham gia bao giờ, em chưa có kinh nghiệm chị ạ. Cũng như là lần đầu tiên mà quen với các bạn nữ ấy, tự nhiên hôm nay làm quen một lúc hai bạn thì ra lại hơi run. Điểm mạnh của em là em có rất nhiều sức hút năng lượng mà em nghĩ là nó sẽ đủ khả năng để match với khá là nhiều người. Ví dụ như là em thích thể thao này, em thích nghệ thuật này, em thích thời trang này, điện ảnh này. Đây là cái gì mà em cảm thấy rằng đó là cái yếu điểm của mình? Yếu điểm của em là mạnh tình cảm quá chị ạ. Đẹp trai, công việc thành công, quá trời job, quá trời show. Mà tôi không có tin đâu, yếu điểm về tình cảm là sao, nói rõ hơn cho tụi nghe coi. Mình thật lòng quá ấy, nên nó cứ phát triển lên sớm, xong lại sớm bị lụi chị. Sớm nở tối tàn ha, thương thân phận người đàn ông quá. Thương quá. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chị sẽ quay lại với hai cô gái tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì cưng? Điểm yếu của em chắc có lẽ là em khá là lười và hơi nóng tính một chút. Lười là lười như thế nào? Dạ, em lười làm mọi thứ luôn chị. Là cả việc nhà, cả công việc, cả học tập, mọi thứ chị ơi. Ủa vậy là ai làm? Em đang sống với ai? Dạ, tại vì ở nhà em thì có một cái chị giúp việc á. Thằng tự nghĩ chị sẽ qua làm giúp em. Em sống em từ đi một tí dạ. Chị thôi rồi, bây giờ có bạn trai rồi dạ. Sao? Chắc có bạn trai thì chắc là em sẽ cố gắng siêng năng phòng chút. Trời ơi, tại chưa yêu thôi bé ơi, gặp đúng người yêu rồi để coi có siêng không là biết. Rồi vậy điểm mạnh của mình là cái gì? Em nghĩ nếu mà những ai mà thân thiết với em rồi hoặc đã tiếp xúc nhiều với em á, thì họ có thể đánh giá là em khá là hài hước, em khá là năng động trong các hoạt động thể thao nữa chị. Rồi, bây giờ quay qua cái cô kia nãy giờ ngồi cười tủm tỉm hoài. Thanh Xuân ơi, nghe những thông tin của anh Vũ thì em có cảm nhận gì chưa? Em có cảm nhận là Mike Vũ y hệt luôn chị ạ. Tất cả các sở thích của anh y hệt tất cả các sở thích của em luôn. Ghê vậy đó hả? Đấy ạ, em không đùa đâu. Ví dụ là sao? Em có những sở thích đến gì? Đến khoảng tầm 99% nhá. Ghê, chút trước tiên lợi thế em, lợi thế hơn chút xíu là em ở Hà Nội. Đó, có thể là em sẽ có cơ hội gặp được ảnh nhanh hơn. Nhanh hơn bé Tiên, cho nên là chị đang ganh tị dùm cho bé Tiên đây. Ok, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thanh Xuân? Em nghĩ em nói hơi nhiều, nó cũng cả là mạnh hơn điểm yếu luôn ạ. Ví dụ là lúc mà chưa quen thì em rất là hay ngại ngùng, nhưng mà lỡ có quen rồi là em bị vào cầu tâm sự, em nói chuyện hơi nhiều ạ. Chị nghĩ cái đó không phải là điểm yếu, nói nhiều hay nói ít không quan trọng, quan trọng là nói hay hay không, là mình nói cái mà cái người kế bên cạnh mình muốn nghe. Nãy giờ là hai cô gái đã nhận xét về Vũ rồi, bây giờ Vũ nhận xét về hai cô gái của Di Tường ngày hôm nay như thế nào? Bạn Tiên vừa nãy giới thiệu là bạn ấy khá là lười. Mà em nghĩ là cái lười này thì ai cũng có thôi, chẳng qua là mọi người có nhận hay không. Thế nên là cái đấy nó không phải là lười. Bởi vì là những cái gì mà bạn ấy thích hay là những cái gì mà bạn ấy muốn làm thì chắc chắn là bạn sẽ không lười, chẳng qua là bạn không đang có vẻ hơi hoang mang một chút. Còn bạn Xuân thì rất là năng động, tự tin. Bởi thường những người mà tự tin thì họ mới hay nói nhiều. Ủa vậy hả? Cảm giác sơ bộ. Vũ ơi, bây giờ một chút xíu về tình trường đi. Tổng cộng đến bây giờ chắc chỉ là chính xác là khoảng 3 mối tình thôi. Có giấu bớt không? Mỗi mối tình kéo rất là dài chị ạ. Dài lắm. Em kết hôn lâu rồi, chia tay cũng lâu rồi mà. Tất cả những chuyện tình cảm của em thì từ trước đến nay em được tự tin nói là nó đều không liên quan dính líu gì đến người thứ ba này. Nó đơn giản chỉ là cái mối quan hệ của hai người, và đến một thời điểm nào đấy mà cả hai cảm thấy là không thể cố gắng nữa, không thể nào chấp nhận được tiếp tục đi tiếp con đường của nhau nữa thì phải chấp nhận buông tay thôi. Hôn nhân của em kéo dài 5 năm, từ năm 2009 đến 2015. Mình có cháu nào chưa em? Em có em có một cháu nữa thì ở đây. Em có hai đứa. Hai cháu là chung một mẹ hay là hai mẹ? Hai mẹ luôn.
là cái người sau, cái người sau là một cháu nữa, cái người thứ ba, mối tình thứ ba một cháu nữa. Không, thứ nhất á. À, thứ nhất một bé, thứ hai hai bé, rồi có bé nào sống với em không? Hiện tại em cháu nó sống với mẹ chưa? Em có rút ra được một cái bài học kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? Em cảm thấy là mình đang cần một cái sự ổn định ấy. Do cái công việc cũng như là cuộc sống của mình nó vẫn còn bay bổng, hay là nghệ thuật mà em đi nhiều, tính em cũng không phải cái đứa thích ngồi một chỗ. Nhưng hiện tại thì cảm thấy rất là muốn có một cái hậu phương vững chắc. Không phải để mình đi nhiều hơn mà mình có chỗ để về. Ồ, hay. Tiên ơi, Tiên cảm nhận như thế nào về câu chuyện của anh Vũ? Em nghĩ anh của đầu rồi khá là có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu mà. Với em thì em là một người hoàn toàn mới, chàng dây chắc. Có nghĩa là em chưa có mối tình nào hết hả Tiên? Dạ, em có một mối tình hồi cấp 3 đi học chị. À, mối tình này kéo dài được bao lâu? 2 năm, nhưng mà kiểu tụi em chỉ tình yêu trong sáng thôi chị. Rồi bây giờ nghe câu chuyện của ảnh đó, đã từng có kết hôn, có ly hôn, có con riêng thì hỏi thật sự luôn, em có ngại không? Đối với em thì thực sự thì em không ngại. Một người mà cũng đã có nhiều kinh nghiệm như vậy thì chắc chắn là sẽ rất là chín chắn. Vậy thì em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì tìm một người trưởng thành, có công việc ổn định và uy tín, biết chăm sóc những người xung quanh. Về ngoại hình có yêu cầu gì không cưng? Dạ, dĩ nhiên là ưa nhìn là được rồi chị. Trời, cái ưa này khó lắm, cao thấp mập ốm gì nó đại chứ ưa nhìn này khó lắm nha. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em sợ nhất là những người đàn ông mà bạo lực đó chị. Không, anh này thì anh thầy anh thấy anh hiền khô à, anh Vũ hiền khô à. Anh sẽ không bao giờ bạo lực bằng gọi là tay chân đâu. Có thể là anh sẽ quánh bằng cây bông hồng chẳng hạn. Ít nói ít. Đánh em bằng tiền cũng được kia. Đánh em bằng tiền cũng được kia. Đánh bằng tiền cũng được hả? Trời, cái này vui à nha. Dạ. Hôm nay tôi có nhiều thông tin rất là hay. Đánh bằng tiền. Tiên cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m7. Cái gì? Quá trời luôn, làm người mẫu hả Cường ha? Cao quá trời cao. Anh Vũ nghe rồi nha, nghe tiêu chí của người ta đưa ra rồi đó nha. Xuân thì sao? Thực ra là những gì suy nghĩ của em, bạn Tiên bạn cũng nói hết gần hết rồi ạ. Và em cũng thấy là anh Vũ có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Em bạn em kinh nghiệm thì hơi ít ạ. Em thì yêu ai khoảng rất hay bị ở miền Bắc người ta gọi là bị chát. Đó chính là kiểu bị ngu ngốc trong chuyện tình cảm ấy ạ. Là người ta nói gì em cũng tin hết. Em khi mà em yêu thì em thường rất là hay kiểu chỉ có gia đình em và bạn trai và gia đình nhà bạn trai thôi. Em hay ở cạnh người ta lúc mà người ta đang bắt đầu sự nghiệp ấy ạ. Và đến khi người ta có tất cả rồi thì mọi thứ nó thay đổi. Chuyện đấy nên là cho nên là em quyết định dừng lại. Mình có ngại lấy một người đã từng kết hôn và đã có con riêng không? Cái chuyện đấy thì em bình thường trong cái thời đại này thì em thấy nó là bình thường. Là quan trọng là mình và người ta thế nào với nhau thôi ạ. Em cao 1m mấy? Em thì em cao 1m65 thôi ạ. Ồ, sao mấy giờ thế hệ trẻ bây giờ các bạn gái đẹp gái và cao quá quý vị ơi. Tôi ngưỡng mộ quá. Ước gì tôi cao thêm được 5 phân nữa tôi đi thi hoa hậu. Tôi đi thi hoa hậu. Với bà rồi. Rồi, cảm ơn thông tin của hai em nha. Thanh Xuân chưa giới thiệu cho chị về mẫu người lý tưởng mà em muốn là như thế nào? Về mẫu người lý tưởng của em muốn là một người đàn ông của gia đình. Vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi. Tiêu chuẩn hai cổ đưa ra em thấy thế nào? Thực ra thì nãy giờ em thấy hai bạn có đưa ra tiêu chuẩn gì nhiều đâu. Giống như kiểu là thăm dò ấy, em cảm giác như là các bạn thì có một chút gì đấy dè chừng hơn, nhưng chắc là các bạn ý tứ nên là sẽ không nói. Đâu, làm gì có dè chừng không? Trời ơi, đây ta những cô gái ở cái thời buổi hiện đại mà phóng khoáng thoải mái trong cái quan điểm, cái suy nghĩ. Vậy còn tiêu chuẩn của Vũ thì như thế nào? Em thì về cơ bản thì phần ngoại hình này có thể tương xứng với nhau này. Về phần học vấn nó gần giống như là về phần trí tuệ ấy, thì cũng có những cái gì để nó tương xứng với nhau. Văn hóa, giáo dục có những cái điểm mà nó khá là tương đồng với nhau thì sẽ đi được xa hơn. Hôm nay mình tham gia ghi hình có ai làm quân sư cho mình không? Hôm nay có người thân trong nhà mình để góp ý kiến cho mình không? Ok, thế thì đợi em một chút nhé. Ừ, ai hôm nay? À, có chị gái, chị họ. Ok, mời chị vô đi, mời chị vô đi. Ok. Trời ơi, bạn chậm rãi, từ tốn, dễ sợ. Kêu giống như tôi mà kêu đi đi, cái tôi đứng lên tôi đi liền nha. Kêu đi kêu chị gái, ảnh từ từ anh đứng lên. Người đàn ông này rất là chậm rãi, từ tốn. Xin chào cả nhà. Dạ,
Hiện tại là có hai em gái nữa, một em tên là Tiên, một em tên là Xuân. Nữa chị sẽ có thể là giao lưu trò chuyện với hai bạn cùng với Vũ bây giờ luôn, hỏi thăm vài thông tin, rồi chị phải tư vấn cho Vũ là sẽ lựa chọn một cô nào mà cảm thấy phù hợp với mình nhất. Hai bạn có thể giới thiệu mình được không? Ra nãy giờ hai bạn giới thiệu hay em nhắc lại một chút nhá. Ví dụ như là bạn Tiên ở Sài Gòn và bây giờ hiện tại bạn đang làm freelance. Xuân thì bạn đang ở Hà Nội và bạn cũng làm trong công ty bảo hiểm và tự kinh doanh, cũng là hai bạn đều làm người mẫu. Thấy chưa, anh không nói thôi chứ anh ngồi anh nhớ hết thông tin của hai đứa em, thấy không, ghê lắm. Bây giờ em hỏi chị của Vũ nha, bản thân Vũ có tật xấu gì không chị? Hay ngủ dậy muộn. Thường là ăn uống không đúng giờ giấc. Cái đấy thì cũng có thể là do là cái... Chị đừng giải thích. Ok, chị cứ nói hết ra đi. Thực ra đây là phải để cho người khác nói. Vì là nhiều khi em bản thân em cũng không biết là cái gì xấu luôn. Hay quên nữa. Thế thôi, chắc là không còn gì nữa. Ngủ muộn, ăn không đúng giờ giấc hay quên thì em cũng chưa thấy gì gọi là xấu lắm. Bây giờ hỏi tiếp hai cô đi. Muốn hỏi gì nữa hỏi tiếp đi. Hai chị em. Thì em muốn hỏi Vũ một câu là anh có hai người con, thực sự thì có khá là nhiều áp lực phải lo về tài chính à? Thì anh có cảm thấy mình đang chịu đựng nhiều áp lực không? Nó không gọi là chịu đựng đâu, bởi vì khi mà mình đã cách đây mà từ khi mà các bạn trẻ sinh ra ấy, thì cũng mất một thời gian mình ban đầu thì hơi sốc một chút, bởi vì hồi đấy còn trẻ quá. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là khi mà mình đã xác định được là những cái người này đã là gắn kết với cái số phận của mình rồi, lúc đấy mình cảm thấy rất là thoải mái, mình chỉ có việc là phải cố gắng nhiều hơn thôi. Bạn Tiên là bạn ở Sài Gòn thì bây giờ Vũ muốn hỏi một chút là như kiểu trước đây cái người mà cuối cùng, mà người yêu cuối cùng của Tiên ấy là vì người ta trong trắng trinh nguyên chưa có mối tình nhưng mà cũng không tin. Đối với em thì em có rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên là em cảm thấy bản thân mình chưa có đủ trưởng thành đó chị, chưa có đủ kinh tế vẫn chưa ổn định đó chị. Lý do thứ hai là em cảm nhận những cái người đến với em họ khá là vội vàng. Em nghĩ là em cần nhiều thời gian để hiểu một người hơn và để biết rằng họ có thật sự đặt tình cảm của mình không. Bây giờ chị sẽ cung cấp thêm cho hai chị em của Vũ một số thông tin nữa nha, để chúng ta có thể lựa chọn một cách dễ dàng hơn. Bây giờ xin mời quý vị sẽ xem hai cái đoạn video clip mà hai bạn nữ hôm nay, đó là Tiên và Thanh Xuân, đã quay lại bằng cái ứng dụng Viberlens để mình biết thêm một số những thông tin về hai bạn này. Hi, xin chào mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình là Ivy. Hiện tại thì mình 23 tuổi. Mình vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing của trường đại học Tôn Đức Thắng. Và công việc hiện tại của mình sẽ là người mẫu tự do. Hôm nay thì mình rất là vui khi được tham gia chương trình. Và cũng rất là mong muốn sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình. Đối với mình, những cái mối quan hệ xung quanh và kể cả tình yêu nữa, thì trong cứ mỗi quan hệ nào thì cái việc phát triển bản thân là một việc rất là cần thiết. Bởi vì khi bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn thì chắc chắn là mình sẽ xứng đáng với tình cảm tốt đẹp hơn. Rồi chị, cảm xúc như thế nào khi mà chị xem hai đoạn clip của hai em gái ngày hôm nay? Bởi vì thực ra là chị mới vào đây ý, thế nên là chị cũng không nghe được đoạn đầu là các bạn ấy nói như thế nào. Nhưng mà qua cái phần mà Vũ hỏi ý, có câu hỏi cho hai bạn, thì nếu mà đây là chỉ là cảm tính của chị thôi nhá, thì chị sẽ cho bạn Tiên. Bởi vì chị cảm thấy là bạn Tiên khi mà tham gia chương trình này, tức là bạn ấy cũng đặt cái tình cảm, tức là bạn rất thật. Thì chị nghĩ là những cái người như thế thì ta rất là trân trọng được tình cảm, biết đâu đấy. Dạ. Kính thưa quý vị, khoan đợi, trước khi đến cái phần mà đưa ra quyết định lựa chọn của anh Vũ, thì các thường xin thông báo là cổng mini game trên Viber Community đã đóng lại rồi nha quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp để xem quyết định của anh Vũ như thế nào.
Vũ ơi, bây giờ còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không thì mình hãy bàn với chị đi, rồi mình đưa ra quyết định Vũ muốn tiếp tục trò chuyện với bạn nào, bạn Tiên hay là bạn Thanh Xuân. Ngày hôm nay thì Vũ sẽ em khá là lười và hơi nóng tính một chút. Em nghĩ em nói hơi nhiều, nó cũng cả là mạnh nữa, đẹp yếu luôn ạ. Em nghĩ là anh Vũ nên chọn bạn Xuân đi ạ. Tại vì em thì em thật sự cũng không thích một mối quan hệ mà cả hai phải yêu xa đâu chị. Cho nên em vẫn muốn làm bạn với anh Vũ nhiều hơn. Đó là ý kiến của em gái đó. Và bây giờ em cũng suy nghĩ về vấn đề đấy, thì nên là em sẽ nói chuyện tiếp với bạn Xuân. Bây giờ nói cho vui thôi, hù em thôi, chứ bây giờ em chọn ai thì em cũng sẽ được gặp hai cô gái xinh đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì cho kết nối cho kết nối tất cả mọi người gặp nhau đi ạ. Trước khi chúng ta sẽ tạm biệt bạn Tiên. Hello, thấy nhau chưa? Hello mọi người. Hello cả nhà. Hai em. Bây giờ để tạm biệt em Tiên thì em mời anh Vũ và có một món quà tặng cho bạn Tiên chứ. Bây giờ hát một bài hát gì đó tặng cho hai em đi nè. Rồi tạm biệt chị, tạm biệt Tiên, rồi mình còn lại hai người mình trò chuyện tiếp. Nói không được thôi chứ bà nói hát không cảm được. Cảm ơn. Đó chị. Xin chào. Dạ, em cảm ơn chị nha. Dạ, cái sự tư vấn của chị nhưng mà bạn Vũ không có nghe. Cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Rồi bây giờ Vũ hát tặng cho hai em một bài hát đi nè, rồi chúng ta sẽ chia tay Tiên nè. Bình thường là rất là tự nhiên đấy, nhưng mà bây giờ tự nhiên. Rồi làm đi cưng, vài câu thôi cho nó vui nè. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những lời viễn vông, và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vô vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai, thì đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Thì báo cho em biết là nguyên phim trường này mấy các cô gái vỗ tay hết trơn đó Vũ. Bài hát cảm ơn mọi người tuyệt vời ạ. Tự là rất là vui khi Tiên đã tham gia chương trình ngày hôm nay, cảm ơn Tiên rất là nhiều nha. Bye. Chương trình của chúng ta chỉ còn lại hai nhân vật thôi, bây giờ tôi đi thiệt, lần này là chị đi thiệt, bây giờ chị giao lại cho Vũ. Vũ và Thanh Xuân, hai bạn sẽ trò chuyện với nhau nha. Hello em. Vâng, em chào anh. Em mới được nhìn thấy anh ở trên truyền hình thôi, đầu tiên nhìn thấy qua gọi là cái cô video ấy hả? Chưa bao giờ em thấy anh cô video đi. Và em đã xem anh khá nhiều phim rồi, chứ không đơn giản là phim Công Việc Tình Thân à, đúng không? Phim này cũng khá là hot, có vài người bạn ngày xưa đã từng học và từng chơi với em, cùng quê với em đã đóng phim đấy. Thế là em nói chuyện thì em cũng hay bị ngại, bình thường ví dụ khi nói chuyện ở ngoài nó rất khác, còn chuyện ở đây là khi một người chơi quen nhau thì em chuyện hay bị ngại. Và bản thân anh còn ngại hơn ấy, bởi vì anh chưa nói chuyện kiểu này bao giờ cả. Bình thường là chat kể cả video cô đã anh cho anh một mình để thôi anh. Đây là lần đầu tiên anh tham gia vào một cái chương trình mà để gọi là hẹn hò luôn, kết đôi thứ này kia, nó rất là buồn cười, nó rất là bị khớp ấy. Còn bên ngoài bình thường là giống kiểu mình phải xem là họ đùa như thế nào này, cái cách mà họ phản ứng trước mỗi sự việc nó ra làm sao, xong rồi mình có thích họ không thì xong rồi nó tự, mọi thứ nó tự nhiên nó đến ấy, chứ không giống như kiểu gượng ép là bây giờ mình vừa nhìn thấy một người này xong rồi mình phải tìm hiểu họ luôn ấy. Như thế nó
nó gần giống như kiểu là bị nó hơi sôi thịt một tí. Như em nói đấy, mọi thứ có thể bắt đầu từ những người bạn. Đúng không? Chứ không cần thiết là phải là thích nhau vội, mà là mọi thứ có thể bắt đầu từ những người bạn. Biết đâu sau này nếu mà bọn mình là bạn được thì nếu mà chúng mình không hợp biết, em có thể giới thiệu một anh đối với một người bạn gái của em. Đấy, nó em rất là thoải mái và ok. Đầu tiên anh không cậu giới thiệu em cho một bạn ảnh. Ngày xưa thì cũng một thời làm người mẫu ảnh cho Việt Nam International Fashion Week, cũng làm mẫu ảnh cho kênh 14, cũng làm mẫu ảnh cho family.vn, hay là mẫu ảnh theo tính chất là nó hơi freestyle, hơi bán chuyên một tí, chứ chưa đẩy đến chuyên nghiệp 100%, kiểu bán chuyên một tí ạ. Thì bây giờ sau một thời gian làm mẫu ảnh rồi thì em có vẫn làm hình chính mình thường ban ngày, xong là có mở một công ty về marketing và đào tạo KOL mẫu. Hello. Trời ơi. Sao rồi, nãy giờ trò chuyện được nhiều chưa? Biết thêm từ nãy giờ chị đi đâu chị con em? Được nhiều phết rồi. Thực ra nãy giờ không có trò chuyện nhiều đâu. Vậy hả? Ủa, nãy giờ tôi nhớ tôi đi cũng lâu rồi mà ta. Rồi biết thông tin của nhau chưa? Rồi, bị xấu hổ một tí. Hả? Kiểu chưa biết nhau bao giờ, nói chuyện hơi bị khớp. Hồi nãy anh Vũ anh có hát tặng chương trình bài hát quá trời tuyệt vời luôn. Bây giờ Xuân có gì tặng chương trình không? Em có hai niềm đam mê, thực ra là lúc đầu vẫn là hát, nhưng mà em đi làm em giao tiếp với nhiều khách hàng quá trên giọng em vẫn đang bị mất, em sẽ chỉ nhảy qua vài điều đâu, nhảy vài cái coi. Nó sẽ sân khấu nó sẽ rộng hơn thì em có thể quay được. Sao anh Vũ? Sao em ngồi coi mà chăm chú mà chấm tay lên cà mình sao? Sao không thấy biểu lộ cảm xúc gì vậy? Em thấy bài của em dựng xuất sắc. Bây giờ thì xin thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Bây giờ chị Tường hỏi hai bạn là đã chuẩn bị sẵn giùm cho chị Tường hai biểu tượng mà chương trình đã nhờ mình chuẩn bị chưa? Đó là cái biểu tượng thứ nhất là hình icon của chú cún Viper, hạnh phúc. Và biểu tượng thứ hai đó là cái ngón tay ngược. Thì các bạn chuẩn bị giùm chị Tường chưa? Đó cho Tường xem. Rồi, đâu bên kia? Wow, rồi dễ thương ha. Tường chia sẻ lại cho quý vị khán giả cũng biết luôn. Nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò ngay trong chương trình ghép đôi thần tốc online thì mình sẽ đưa cái biểu tượng chú cún con lên. Còn nếu chúng ta cảm thấy là đối tượng này không phù hợp thì mình hãy đưa cái biểu tượng ngón tay ngược lên. Bây giờ hãy nhìn kỹ đi và hãy lựa chọn cái biểu tượng của mình. Rồi nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy mạnh mẽ đưa ra quyết định của mình. 3 2 Em cảm nhận là Mike y hệt luôn chị ạ. Tất cả các sở thích của anh y hệt tất cả các sở thích của em luôn. Tất cả những chuyện tình cảm của em thì từ trước đến nay em được tự tin nói là nó đều không liên quan gì đến người thứ ba này. Cảm thấy rất là muốn có một cái hậu phương vững chắc. Và 1 Xin mời kết quả của hai bạn. Thật sự luôn. Rồi, cảm ơn hai em nha. Và chúc cho hai bạn thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn chị. Dạ. Tôi ước thì tôi còn trẻ được tham gia mấy cái chương trình này liền luôn á. Hẹn gặp lại quý vị nha.